Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố là trai nam, bắt cá nhiều tay, bị hack Facebook. Mới đây, Á hậu một của cuộc thi Miss Việt Nam Worldwide 2018 đang đàn bóc phốt diễn viên Thanh Bình, chồng cũ của Ngọc Lan có thoái trăng hoa. Theo đó, TT còn đăng tải loạt tin nhắn được cho là của diễn viên Thanh Bình và hình chụp chung. Trong khi nữ diễn viên Ngọc Lan quyết giữ im lặng, quản lý đã có chia sẻ liên quan đến sự việc này. Phía vợ cũ Thanh Bình cho biết sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đời tư của anh chàng vì hiện tại cả hai đã không còn là vợ chồng. Đáng nói nhất, vị quản lý chốt hạ một câu khiến dân tình thi nhau chấm hóng vì nghi sắp có drama. Nguyên nhân sâu xa bao nhiêu năm nay giờ đã được sáng tỏ, tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều. Dân tình nghi vấn quản lý đang ngầm tiết lộ nguyên nhân Ngọc Lan Thanh Bình tan vỡ vào năm 2019 có liên quan đến vụ ồn ào đang diễn ra ở hiện tại. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của netizen, chứ người trong cuộc chưa phản hồi cụ thể. Cách đây ít phút Thanh Bình đã chính thức lên tiếng về tin đồn là trai nam. Thanh Bình định sẽ không lên tiếng về ồn ào vì đó không phải tính cách của mình, nhưng có lẽ cần phải lên tiếng duy nhất một lần vì sự việc đã đi quá xa. Có vài việc Thanh Bình cần phải nói rõ. 1. Thanh Bình chưa bao giờ là người yêu của T, đây là chuyện tình cảm một phía. Tôi sai khi không cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng này từ sớm. Tôi chưa rõ bạn cố tình làm ồn ào chuyện này để làm gì. Tôi đã xem bạn là người rất thân thiết, nhưng lời bạn nói tôi thích bạn và tỏ tình hẹn hò yêu đương là hoàn toàn sai sự thật. Tôi chỉ nói việc này một lần và không để mọi chuyện đi sai hướng theo cách của bạn. Tôi có cảm xúc hay yêu ai tôi sẵn sàng thừa nhận, nhưng riêng TT thì không. 2. Bạn T hack Facebook đọc trộm và phát tán nội dung tin nhắn cá nhân của tôi và bạn tôi lên mạng. Điều đó hoàn toàn sai pháp luật. Thanh Bình đang liên lạc với cơ quan chức năng để làm rõ chuyện này. 3. Thanh Bình xin lỗi những người đã vô tình liên lụy đến ồn ào này. Người bạn mà T phát tán tin nhắn là người tôi đang tìm hiểu vì tôi hiện đang độc thân và có quyền tìm hiểu bất kỳ ai. 4. Gần 2 năm nay, Thanh Bình đang tập trung vào công việc kinh doanh riêng nên tạm thời không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều và Thanh Bình là người không bao giờ mong muốn những việc ồn ào đáng tiếc này xảy ra. Thanh Bình xin lỗi tất cả những người liên quan và cả không liên quan đến ồn ào này. Vào năm 2019, khi nói về nguyên nhân tan vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan chia sẻ, một khi đã lựa chọn chia tay, có nghĩa mỗi người chúng tôi đều sẽ có một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, thậm chí cả tình yêu mới. Thế nên lựa chọn công khai là cách mà chúng tôi lựa chọn đối diện văn minh và trách nhiệm với cuộc đời của cả hai, và có lẽ với cả những người đến sau nếu có. Bởi Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động chia rẽ cả. Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Ở thời điểm đó, Thanh Bình cũng lên tiếng phủ nhận tan vỡ vì người thứ ba mà do không còn tiếng nói chung. Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ ba nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan. Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Giữa lúc ồn ào, Cao Thái Sơn cũng vào bình luận gây chú ý. Cụ thể, nam ca sĩ gửi lời động viên, khuyên TT nên bình tĩnh. Nghe anh nè em gái, chuyện của mình dù tốt hay xấu cũng không nên phơi cho người khác thấy. Dù người mình thương không còn có duyên nữa thì chấm dứt nhẹ nhàng. Thiên hạ chỉ xoáy vào tấn công đối tượng em từng thương để em hả hê, thỏa mãn cơn giận thì điều đó lại càng không nên. Anh từng nói trên đời này, bản thân người gần mình nhất, còn có lúc chưa đáng tin thì không nên đặt hết niềm tin vào người khác.